nam shipper bỏ chạy khi bị chủ nhà gọi qua camera mới đây một camera của nhà dân quay lại được tình huống giờ khóc giờ cười của nam shipper khi đi giao hàng nhưng lại gặp chủ nhà bán quan tài vô tư khiến anh hết hồn ba chân bốn cẳng bỏ chạy theo đó khi đến giao hàng cho chủ cửa hàng bán quan tài nhưng không thấy ai ở nhà vì là khách quen nên anh đã mang hàng thẳng vào trong nhà tuy nhiên khi chưa kịp đặt hàng xuống nam shipper đã giật mình sợ hãi vội vứt hàng rồi bỏ chạy hóa ra chủ nhà không có mặt tại cửa hàng nhưng lại thấy nam shipper qua camera. Lúc này, chủ nhà liền gọi anh ơi, nghe thấy tiếng nhưng không thấy người khiến nam shipper giật mình cong chân bỏ chạy. Khoảnh khắc hài hước này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng được phen cười ra nước mắt trước phản ứng hài hước của anh giao hàng. Cô gái gặp vận đen đúng đầu tháng cô hồn Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, luôn gắn liền với những câu chuyện rùng rợn và đầy bí ẩn. Bởi đây là thời điểm mà nhiều người tin rằng các vong hồn lang thang trở lại dương gian, gây ra những hiện tượng kỳ quái. Mới đây, không biết có phải chuyện tâm linh thắng cô hồn hay không, mà cô gái trong đoạn clip dưới đây đã gặp ngay vận đen từ đầu tháng. Cụ thể, vào chiều ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, cô gái cẩn thận kê hai chiếc ghế chồng lên nhau rồi bước lên chuẩn bị thắp hương. Khi vừa đặt chân lên ghế thì mất thăng bằng nên đã bị trượt chân ngã nhào xuống. Cú ngã mạnh khiến cô gái đau và không thể đứng lên được. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Ai ai cũng quan tâm đến sức khỏe của cô gái sau cũ ngã, nhiều người còn dành lời khuyên cho cô gái là cẩn thận hơn cho những lần sau. Bị trâu điên rượt đuổi du khách chạy tán loạn Một đoạn clip ghi lại cảnh một con trâu rừng rượt đuổi du khách trên bờ biển đã được du khách đăng tải chia sẻ gần đây. Từ những hình ảnh được trích xuất ta có thể thấy, lúc này đang có nhiều khách du lịch đang vui đùa tại bờ biển Nang Giam ở tỉnh Chunburi. Bất ngờ một con trâu rừng trốn khỏi chuồng và rượt đuổi họ, vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Chủ nhân đoạn clip chia sẻ thêm, sự việc xảy ra từ cuối tháng 7 và may mắn không có ai bị thương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và khống chế con trâu. Tàu chở hàng phát nổ ở cảng miền Đông Trung Quốc Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cảng Ninh ba ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Đây là một trong những cảng biển bận rộn nhất trên thế giới. Vụ việc xảy ra vào lúc gần 14 giờ ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương. Khi một chiếc tàu thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải biển Dương Minh đang neo đậu ở bến thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn từ chiếc container trên tàu. Vụ nổ gây ra cháy lớn và khói mù mịt, dư chấn từ vụ nổ có thể cảm nhận được từ cách đó khoảng 1 km. Nhận được thông tin, trung tâm cứu hộ hàng hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Ngay sau đó, tất cả các công nhân bến tàu và thủy thủ đã được sơ tán an toàn và không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt thành công. Lấy trộm xe máy nhưng tên trộm phải ngậm ngùi bỏ đi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 8 tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh cho thấy, lúc này tại con ngõ thuộc phường Phú Đô, hai tên trộm chở nhau trên một chiếc xe máy. Sau khi xác định được mục tiêu, một tên leo xuống đến gần chiếc xe máy đang đỗ ở ngoài cửa rồi phá khóa trộm xe. Sau khi mở được khóa tên trộm nổ máy lao đi nhưng bị ngã nhào ra đường vì bánh trước bị khóa phanh đĩa. Vì sợ người dân xung quanh chú ý nên hai tên trộm đành bỏ lại chiếc xe và tẩu thoát. Theo chủ xe, anh đang ở trong nhà nấu cơm nên không để ý có người đang lấy xe, nhưng may là lúc đi vào anh có khóa phanh đĩa trước. Sau vụ trộm anh đã trang bị thêm khóa để bảo vệ tài sản của mình được biết trong khu vực thường xảy ra nhiều vụ mất cắp và các đối tượng rất là liều lĩnh và manh động